Đình trở lại với Đức Trần Channel để chia sẻ tất cả những thông tin về du lịch trong và ngoài nước. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay thì xin mời quý vị các bạn đại gia đình chúng ta cùng đồng hành với Đức Trần Channel. Chúng ta sẽ đi đến một địa điểm mà rất nổi tiếng ở khu vực phía Bắc, được gọi là Đà Lạt thứ hai, Đà Lạt ở miền Bắc, cũng như là một cái nơi mà có khí hậu rất là mát mẻ ở phía Bắc này, gần với thủ đô Hà Nội, đó chính là Tam Đảo, tỉnh Bình Phúc. Như những video trước thì Đức Trần Channel đã có những chia sẻ chúng ta về những cái lý do vì sao mà những cái nơi có độ cao khoảng 1.500m so với mực biển, cũng như là những nơi có khí hậu mát mẻ tương đương với Paris của Pháp, thì được người Pháp khi đến Việt Nam ta họ chọn làm nơi để xây dựng là khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí cho những quan chức cũng như là những người làm việc cho Tổng quyền Đông Dương ở Pháp trước đây. Thì ở phía Bắc chúng ta có một cái vị trí đó là Tam Đảo của Bình Phúc, và đây cũng là một cái nơi mà có thể nói về ý nghĩa về phong thủy, về vị trí cũng rất là quan trọng đối với đất nước Việt Nam ta. Có lần thì Đức Phú Trần Channel đã có dịp chia sẻ ông ta ở một cái video nói về phong thủy này, vị trí này nằm ở tại khu vực của Lăng Bác. Thì chúng ta biết rằng là vị trí xây dựng Lăng Bác Tam Đảo là nổi tiếng là 30 hả? Không cho xăng, không đèn đỏ và không kinh doanh bông hoa đào điếc gì hả? Như chúng ta biết rằng là vị trí xây dựng Lăng Bác đã được Bộ Chính trị chọn rất là kỹ lưỡng để làm nơi xây dựng, bởi vì chúng ta biết rằng là nếu mà tính về vị trí thì từ Lăng Bác nhìn ra đó là có dòng sông Hồng thành làm một cái thế minh đường, và trước khi đến vào sông Hồng thì chúng ta thấy có đài tưởng niệm tất cả anh hùng liệt sĩ, được gọi là một cái bức bình phong, cái nơi mà luôn hướng về Bác, và phía sau lưng Bác một cái nơi được gọi là nối đầu cho Bác yên nghỉ, đó chính là cái núi Tam Đảo này. Cho nên là Tam Đảo này được coi là một cái thế hậu chẩm cho Lăng Chủ tịch. Và chúng ta biết rằng là ở đây là cái vị trí về Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc, thì để đi đến với Tam Đảo Vĩnh Phúc thì nó cũng rất là gần, bởi vì ở đây thì nó cách Hà Nội khoảng 80 cây số, và chúng ta đi theo cái cung đường của tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, sau đó thì chúng ta sẽ rẽ theo quốc lộ 2, và từ quốc lộ 2 chúng ta sẽ đi tiếp về quốc lộ 2B để chúng ta đến với Tam Đảo. Và từ ở cái nút giao thông của quốc lộ 2B cũng như là với tuyến đường cao tốc của Nội Bài Lào Cai thì chúng ta sẽ đi trên cái cung đường mà Đức Trần Channel đang đi đây, khoảng 10 cây số là chúng ta sẽ đến với Tam Đảo, với độ cao trung bình ở đây khoảng 900m so với mực biển. Và cũng những video trước thì Đức Trần Channel đã có dịp chia sẻ chúng ta là mực nước biển hiện tại của Việt Nam ta lấy cái mực nước biển chuẩn là ở nơi nào rồi, cho nên hôm nay không nhắc lại, và xin mời toàn thể đại gia đình chúng ta cùng đồng hành với Đức Trần Channel. Chúng ta sẽ lên để tận hưởng về khí hậu mát mẻ của Tam Đảo vào mùa hè nhé. Ở đây là vào mùa hè cho nên là Tam Đảo không có sương mờ ảo như là vào mùa đông. Tuy nhiên thì dẫu sao nó vẫn là mát mẻ hơn so với ở dưới đồng bằng này. Tam Đảo này thì được ví von như là cái Đà Lạt ở phía Bắc, và đây là một trong những khu nghỉ mát mà được người Pháp trước đây người ta chọn để xây dựng khoảng 200 biệt thự nghỉ dưỡng cũng như là khu vui chơi giải trí ở đây. Chính vì thế là trên đây cũng có những cái điểm cho chúng ta check in vui chơi giải trí rất là thú vị nha.
Ở đây thì chúng ta biết gọi là Tam đảo, Tam tức là ba, đảo thì người ta được ví von đó là ba cái ngọn núi, bởi vì đây là nơi giáp ranh của Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang, thì có ngọn núi Bàn Thạch cao khoảng 1.388 m sau mực biển. Thứ hai là ngọn núi Thiên Nhị cao khoảng 1.375 m sau mực biển, và thứ ba đó là núi Phùng Nghĩa cao khoảng 1.400 m sân mực biển. Và chính vì những cái độ cao này cho nên đã được người Pháp chọn làm nơi xây dựng khu nghỉ dưỡng trên đây. Và khi lên trên đây thì có rất là nhiều điểm để chúng ta vui chơi giải trí. Ở đây đó thì trước đây người ta sẽ cấm những cái xe 35 chỗ, chỉ có xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì đã có được cái xe 35 chỗ lên đường, bởi vì đường xá ở đây thì nó cũng được khang trang hơn so với trước kia, cho nên là hiện nay thì chỉ có xe 45 chỗ là bị cấm thôi, còn xe 35 chỗ vẫn đi được. Người ta thường nói vui, hồi nãy chúng ta đã nghe cái tập viên tại bàn tán ở đó, mà không ở tại Tam đảo này nha. Và ở đây đó thì chúng ta có nhiều cái điểm để tham quan vui chơi giải trí ở Tam đảo. Người ta tổng kết là trên 10 cái điểm để chúng ta có thể tham quan check in ở đây. Ví dụ như chúng ta có thể tham quan được quảng trường Tam đảo nè, hay là tháp bạc ở trên Tam đảo, cổng trời ở trên Tam đảo, hay là chợ đêm Tam đảo, tháp truyền hình, cũng như là rừng trúc ở Tam đảo, cái đường mà lên viếng bà Chúa Trời Ngang. Và dĩ nhiên là ở đây còn có một cái nơi tâm linh, đó là cái đền thờ Mẫu Thượng Ngàn, rất là nổi tiếng, rất là đông những người tín ngưỡng, người ta lên đây để chiêm bái. Rồi ngoài ra thì ở đây thì khỏi nói là có những quán cà phê check in sống ảo rất là đẹp, bởi vì đây là khí hậu mát mẻ, cho nên đây có những cà phê như quán gió nè, quán cỏ lạ hay là rock vân vân, đó là những cái quán rất là đẹp. Mà từ từ thì trong những video kế tiếp của Đội Trọng Channel sẽ được gửi đến quý vị mà chúng ta cùng ủng hộ. Bên cạnh đó thì ở trên đây còn có một cái nhà thờ đá, đây là một trong những cái nhà thờ đá nổi tiếng trên đất nước Việt Nam ta mà được người Pháp người ta xây dựng, cho nên những video sau thì Đội Trọng Channel cũng sẽ gửi đến quý vị về cái hình ảnh của những cái điểm tham quan này nha. Nếu thật ra đi vào những cái mùa đông đó thì người ta nói rằng là Tam đảo là một cái nơi mà có thể nói là có khí hậu bốn mùa trong một ngày, cho nên cũng rất là ấn tượng. Muốn săn mây ở trên Tam đảo thì thường người ta sẽ đi vào tháng 11 đến tháng 1 là cái giai đoạn mà hợp lý nhất và thú vị nhất. Đặc biệt trên đây thì dĩ nhiên là có những cái món ăn đặc sắc của cái vùng khí hậu ôn đới, những cái món nướng mà giống như là cái nơi mà Đỗ Trọng Channel đã có gửi chúng ta những video ở Sapa đó, thì có những cái món rất là ngon. Đặc sản vẫn là những ngọn shushu, cho nên chúng ta nhìn ở trên cái sườn này thì có rất là nhiều những cái vườn cao su đây, shushu đây, đây bên tay phải đây có những cái vườn su su người ta trồng dọc theo cái triền núi đó, cho nên là đây có những cái ngọn su su rất là hấp dẫn. Ở đây thì vẫn là có những cái món như là lợn cắp nách nha, là đồng bào là dân tộc cũng rất là thú vị. Với những cái khí hậu xe lạnh của cái vùng Tam đảo thì chúng ta thưởng thức những cái món ăn ẩm thực ở đây, cũng như là rượu nóng hay là những món cà phê với cái khung cảnh rất là chill thì thật tuyệt vời. Hôm nay có dịp trở lại với vùng đất Tam đảo của Vĩnh Phúc thì rất là vui là được lại tập thể về các bạn cái hình ảnh về cung đường khoảng
và 10 cây số từ ở dưới đồng bằng đi ngang qua cái khu vực của vườn quốc gia Tam Đảo, cũng như là chúng ta sẽ lên trên đỉnh này và chúng ta đã thấy là những cái tòa nhà mang kiến trúc Pháp cổ hiện ra. Và hy vọng rằng là những cái video kế tiếp sẽ mang đến chúng ta những cái thông tin, những hình ảnh về trong Tam Đảo của Bình Phúc. Hy vọng là tất cả quý vị sẽ hài lòng cũng như là có những cái góp ý chương trình để chúng ta có những cái thông tin hay trên mọi miền đất nước nha. Như vừa rồi chúng ta thấy rằng là có một đoạn họ làm cái đường hai chiều đó. Tức là trước đây thì chỉ có một chiều thôi, nhưng mà khi mà đoạn tắc này hẹp này thì người ta có làm được hai chiều, cho nên chúng ta sẽ lưu thông cũng đỡ hơn sống trước đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với cái trạm dừng chân khu nghỉ dưỡng. Thì ở trên đây hiện nay cũng có rất là nhiều cái hệ thống khách sạn có đầy đủ cái tiêu chuẩn cao cấp để phục vụ du khách. Một trong những cái khách sạn đó là cái hệ thống khách sạn là 5 sao, mặc dù là chưa đưa vào đầy đủ hết, nhưng mà hiện nay cũng có được cái hệ thống phòng ốc rất là khang trang. Thì sắp tới đây thì trên Tam Đảo này cũng có được cái này nó khai thác rồi, đây là khang trang. Ở đây thì chúng ta có thấy hệ thống xe điện ha, hệ thống xe ôm xong cách đây tham quan những cộng đồng ở đây. Vâng, xin cảm ơn toàn thể vì các bạn cùng đồng hành với Đức Phan Channel, và hy vọng rằng là những video kế tiếp nói về những cái điểm tham quan check in ở tại Tam Đảo thì cũng được với các bạn đồng hành và ủng hộ chúng ta mọi điều tốt lành. Nửa sao đây, đoạn này là một chiều, chưa nhìn thấy Sophia của nó đâu. Yeah, tôi phải nè. Đâu?